Gỗ Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2017. Ở video clip này, Gỗ Nhân xin trân trọng giới thiệu hai chiếc sập vụ tích là thập điểu quần mai. Một chiếc là chúng tích là thập điểu quần mai. Hai chiếc này là có đồng kích thước là 1m8 x 2m2. Và cái chiếc số 1 là chúng tôi đang đánh là số 1 đây. Là nó dày hơn một tí so với chiếc số 2 kia. Ở hai cái đó đục chạm hết sức là tinh xảo và toàn bộ là đục chạm kinh bong ngoài móc bằng tay. Ở cái số 1 này nó đặc biệt hơn là nó dày hơn cái số 2 là khoảng 2 phân. Cái mặt tiền là dày 12 phân rưỡi, gần 13 phân. Và chúng tôi đục chạm thủ công rất là tinh xảo và đường nét thì hết sức là tinh vi và sắc nét. Toàn bộ được làm chất liệu gụ đá, gụ lặng rất là giá trị. Và khi cũng nhân tiện hôm nay là dày mưa, nó vào ướt hết đây, quý vị nhìn đây, khi nước vào màu đỏ rọi đây, rất là đẹp, đúng theo chất cụ đá, cụ mật, rất là giá trị. Và toàn bộ các cái sập vụ thập điểu quần mai này, đối với chúng tôi cho sản xuất rất là nhiều. Và hiện tại cơ sở 2, chúng tôi đang quay đây là có hai chiếc, một chiếc dày 12 phân rưỡi, gần 13 phân, và một chiếc dày 10 phân. Ở phía kia chúng tôi đang kê kia. Clip tí nữa chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Đây chúng tôi sẽ giới chi tiết cái clip số 1 này là của chú Khải ở Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh. Chú đăng ký một chiếc và chúng tôi sẽ quay một trong hai chiếc để cho chú chọn chiếc nào. Cái số 1 này là quý vị đang xem trên mình đây là dày 12 phân và chân 24 và dạ tiền là dày 10, toàn bộ hàng rất là dày. Và phía này là nó chưa ướt tại vì là bên ngoài chúng tôi chung tre, bên trong này nó chưa ướt đây. Thời tiết này là đang mưa rất to. Ở video clip quý vị đang xem là chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 Đỗ Thành Luân, là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ở phía trong kia là bộ bàn ăn mẫu cờ bạc. Bộ bàn ăn này cũng của chú Khô Khải ở Đại Yên, Quảng Ninh. Chú đăng ký. Giờ tôi sẽ quay đường nét chi tiết. Và như quý khách đã xem này, đủ nguyên chúng tôi sản xuất ra những các cái sập thập điểu quần mai này rất là nhiều và chuyên nghiệp rồi. Đục chạm hết sức là tinh xảo và kinh bong hết sức là sắc nét. Chim chóc và nhìn rất là sinh động. Gọi là thập điểu quần mai, tức là 10 chim điểu. Giờ đếm thử xem đủ không để cho quý khách hình dung này. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 6, 7 này, 8 này, 9, 10 này, đúng đủ 10 chim, gọi là thập điểu quần mai, phú quý hội tụ. Rất là hay, điển tích rất là hay và đúng theo lối cổ. Và chân toàn bộ là chân vuông 24 phân. Chiếc sập này chúng tôi đã hoàn thiện mái giáp xong và đang để mộc. Trong cái clip này chúng tôi quay xong thì chú Khải sẽ đăng ký một chiếc. Thì chúng tôi sẽ còn lại một chiếc ở tại cơ sở 2. Tại cơ sở 1 chúng tôi vừa mới xong khoảng gần chục chiếc này và đã có khách hàng đăng ký được một nửa. Không phải lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị được cái cơ số sập mai này nhiều như vậy. Toàn bộ chúng tôi làm chất liệu gụ đá, gụ lặng hết. Khi cho nước vào sẽ đỏ rọi như này, rất là đẹp. Chất gỗ thì lặng trịch luôn. Và chúng tôi sẽ quay mọc sát chi tiết để cho quý khách gần xa cũng như là chú Khải ở Quảng Ninh chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp. Là phía đằng bên trong này nó có một tí gọi là hơi tí mắt thôi nhưng không ảnh hưởng gì. Và phía bên đằng trong khi hoàn thiện nên sẽ hết để cho khách hàng xem. Tôi sẽ quay ra cái dạng ngang. Dạng ngang đục cũng hết sức là tinh xảo. Và cái dạng ngang này là dày 10 phân.
một trong hai cái này như sẽ quay clip này để cho chú Khải ở Hạ Long Quảng Ninh xem chú ưng cái nào, chúng tôi sẽ hoàn thiện cái đấy. Và một cái này là dày 10 phân này, vai ngang là cũng dày 10 phân luôn, nên chúng tôi nhân 10 x 10 kia. À, cái này là cái số 2. Hai cái đường nét để đục chạm giống hệt nhau. Và quý khách gần xa có nhu cầu muốn sở hữu các sản phẩm đặc sắc này, liên hệ trực tiếp với Đỗ Anh Nguyên chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng, số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Tại hai cơ sở chúng tôi đang có rất nhiều các cái mẫu sập khác nhau. Ngoài cái mẫu thập điệu quần mai ra, chúng tôi còn rất nhiều mẫu sập khác, sập ngũ phúc này, sập trơn này, sập cẩm lai một lá này, sập sen cò, rất nhiều cái mẫu sập khác. Nhưng chủ yếu là cái mẫu sập thập điệu quần mai này chúng tôi sản xuất rất là nhiều, do thị hiếu bây giờ khách hàng rất là thích cái đường nét đục chạm nó tinh xảo. Đây là phần dạ ngang. Và cái sập này chúng tôi làm là dày 3 mặt đều dày 10 phân hết, nhưng không làm dày như ngày xưa là 10 và 8 nữa. Toàn bộ dày 10 phân hết, trông nó dày và nó rất là chắc chắn. Là thời tiết hôm nay cũng đang mưa. À, quý khách gần xa có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm đặc sắc này, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Trên mình quý vị đang xem là cái số 2, có kích thước cũng đồng với cái số 1 là 1m8 x 2m2, và cái số 2 này mỏng hơn một tí là dày 10 10. Cái số 1 kia là dày 12 và nhân mấy cả 10. Phía xa kia là cái 12 nhân với 10. Thì khách có thể nhìn hình ảnh cũng có thể thấy được nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Phía xa là bộ bàn ghen. Bàn ghen chưa quay kỹ xem. Bàn ghen này gồm có 8 ghế một bàn. Bàn là vuông cua góc, chân rất là to đây. Toàn bộ chân rất là to và mặt liền. Mặt bàn là liền một tấm. Bàn ăn thì cũng đục chạm không nhiều, nhưng tôi cũng cần quay nhiều, quay qua để cho chú phải xem thôi. Chứa là cái sập, hai cái sập đây. Đỗ Anh Nguyên xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.